gì đây, số gì nam anh gì đây. Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên cổ tôi tình. Mười năm rồi anh vơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên đeo về người tình ơi, sao vẫn chờ, sao vẫn đời vẫn chờ tình em cho bù từ đây. 27 điểm thiếu từ đầu cô nha. Rồi con trai à, ba mẹ ở đây hả? Rồi nói chúc đi, tặng lại cho ba mẹ ba vé đi, chúc đi. Đấy là sướng rồi. Thấy ra quý vị thấy gì quá. Thế bây giờ trong lời tiếp theo xin được đáp ứng cho bà con của bác mình, bởi vì chỉ có 20 đồng suất con quý vị có sẽ ủng hộ nhiệt tình. Rồi hôm nay thì đáp ứng theo rất là nhiều lời yêu cầu của tất cả quý vị khán giả ở xa không đến được trực tiếp tham gia được với đoàn thì có livestream trở lại rồi quý vị nha. Do anh livestream đã ăn tết xong và đã trở lại sân khấu làm một chuyện cho tất cả chúng ta. Thì đoàn với mô hình là gia đình đó cho nên livestream cũng là người thân ở trong nhà thôi. Và người này nghỉ thì người kia làm, còn người này làm thì người kia nghỉ. Nhưng mà cái công việc của ảnh là có một mình ảnh thôi. Ảnh nghỉ là livestream nghỉ quý vị nha. Cho nên hôm nay ảnh trở lại phục vụ rồi. Cũng rất là vui là khi khán giả có thể xem được những phần trình diễn của đoàn qua kênh livestream quý vị nha. Ngay bây giờ một lần tiếp theo sẽ được đảm bảo phục vụ bà con của bác mình. Mỗi lá vé và giá trị không thay đổi chỉ có 20.000 đồng với tặng phẩm và một bao lì xì đã thắng trị giá 1 triệu đồng dành cho khán giả may mắn. Rất mong quý vị cũng sẽ ra mặt cùng Sài Gòn Tân Thời trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta chỉ phục vụ đến 22:30 thôi. Còn riêng với những cái lá vé mà không may mắn quý vị, và có một cái phần có thể hỗ trợ cho quý vị, cho quý vị đừng bỏ nó sớm quá. Quý vị lật cái mặt sau ghi tên và số điện thoại của nó để làm gì làm gì. Mình sẽ bỏ vô cái thùng thăm ở phía trước mặt quý vị đang thấy trên sân khấu nè. Ở cuối giờ bổn đoàn sẽ bắt đầu bốc thăm trúng thưởng, chọn cho một người may mắn nhất trao giải 1 triệu đồng cho quý vị nha. Có nghĩa là nếu mà quý vị còn ở thêm cuối giờ mà bốc ngay cái vé mà quý vị đã ghi tên trước đó đó mà là tên của quý vị thì quý vị sẽ được nhận 1 triệu đồng may mắn đầu năm. Rồi, ngay bây giờ vòng loại tiếp theo của chương trình hướng qua là sẽ có chuẩn bị do số đi ơi. Rồi từng đánh tiếng mơ ba cao qua thì dắt tấp.
Cao chứ bây giờ. Từ hai phải nhé, hết nhé, mấy chị ra. Cái này kiểu
Bye.